Năm 2018 đánh dấu sự chuyển đổi của Phú Long. Đây là năm bắt đầu triển khai các chiến lược phát triển mới với vai trò là đơn vị hạt nhân trong mảng bất động sản bên cạnh các mảng kinh doanh khác của tập đoàn Savico như hàng không, tài chính, ngân hàng và công nghiệp. Sự khát khao đổi mới được ban lãnh đạo thể hiện rõ qua các bước đi thiết thực trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi bộ máy nhân sự cũng như nhận diện thương hiệu Phú Long. Cùng điểm qua các hoạt động nổi bật trong năm 2018. Hoàn tất công tác M&A và nắm giữ 50% cổ phần, thay thế POSCO ENC Hàn Quốc để trở thành cổ đông lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh, chủ đầu tư dự án khu đô thị Splendora. Hoàn tất công tác M&A dự án Rose Valley tại Hà Nội, M&A và mở rộng quỹ đất tại Dragon City Nam Sài Gòn. Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với tập đoàn POSCO ENC. Phú Long và Microsoft Việt Nam hợp tác triển khai hệ thống Dynamics 365 CRM. Dragon Village được công bố đúng thời điểm thị trường bất động sản liên kề trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang lên cơn sốt, tăng giá liên tục nhưng lại khan hiếm dự án tốt. Sự xuất hiện của khu đô thị Dragon Village góp phần giải tỏa cơn khát của cả nhà đầu tư và người mua để ở. Vì thế liên tiếp trong 3 đợt mở bán, dự án đạt kỷ lục về số lượng khách hàng đến tìm hiểu, sở hữu sản phẩm của dự án. Thăm và tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh tỉnh Bình Phước. Cứu trợ đồng bào bị bão lũ tại Hà Giang. Tặng quà cho gia đình chính sách phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 500 gia đình chính sách tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Phước Thạnh, Bến Tre. Team building với chủ đề vươn tới đỉnh cao cho cán bộ nhân viên công ty Phú Long tại Long Hải, Vũng Tàu. Du lịch hè tại đảo Ngọc, Phú Quốc. Hội Xuân Đất Rồng Dragon City 2018, Hội chợ Tết Splendora 2018, Vui hội Thiếu nhi Dragon City, Đại lễ Vu Lan Dragon City, Đại lễ Vu Lan Splendora, Đêm hội Trăng rằm Dragon City. Top nhà phát triển bất động sản tiêu biểu do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn. Khu đô thị Dragon City được vinh danh trong top không gian sống chuẩn mực nhất Việt Nam. Khu đô thị Dragon City đạt giải khu đô thị tốt nhất, giải thưởng quốc gia và được bạn đọc báo đầu tư bình chọn top không gian sống chuẩn mực nhất Việt Nam. Phú Long đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam 2018. Giải thưởng tại Việt Nam Property Awards 2018 với 4 chứng nhận đặc biệt. Special Recognition in CSR đóng góp tích cực cho xã hội. Special Recognition for Design and Construction, thiết kế và xây dựng. Special Recognition for Customer Care, chăm sóc khách hàng. Special Recognition for Building Community, xây dựng dự án cộng đồng. Dragon Riverside City chiến thắng dự án phức hợp tốt nhất và thiết kế kiến trúc cảnh quan phức hợp xuất sắc nhất. Dragon Village được tuyên dương ở hạng mục thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất. Tại ASEAN Property Award 2018, dự án Dragon Riverside City đạt giải dự án phức hợp tốt nhất của Việt Nam và khu vực ASEAN. Nhà phát triển bất động sản Phú Long được vinh danh top 100 thương hiệu tiêu biểu, giải thưởng Sao vàng đất Việt 2018. Ông Phùng Chu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Phú Long là doanh nhân tiêu biểu 2018. Với sự tin tưởng của lãnh đạo tập đoàn Sovico, Phú Long đặt mục tiêu thực hiện thành công chiến lược hợp nhất và tái cấu trúc mảng bất động sản của tập đoàn và đưa Phú Long trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, chuẩn mực quốc tế, phát triển bền vững và luôn mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, bước vào năm 2019, mỗi cán bộ nhân viên phải nỗ lực hơn nữa, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của công ty đã đặt ra. Phú Long, nơi giá trị mãi sinh sôi.